Xin chào quý vị và các bạn. Những ngày đầu tháng 8, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn đang tiếp diễn ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngay từ sáng sớm, quý vị đã thấy ngoài trời nắng đã bắt đầu xuất hiện và dự báo càng đến trưa, chiều thì cường độ nắng sẽ càng lúc càng mạnh và gay gắt hơn. Trưa chiều nay, quý vị sẽ cảm nhận rõ cái oi nóng hầm hập khi nhiệt độ ở hàng loạt tỉnh thành Bắc Bộ sẽ tăng nhanh lên mức từ 35 cho đến 36 độ. Thủ đô Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, Bắc Ninh, Phú Thọ mức nhiệt có thể lên trên 37 độ. Chỉ riêng Lai Châu và Điện Biên do còn có mưa rải rác về đêm và sáng nên nhiệt độ giảm hơn. Ở miền Trung, tình trạng nắng nóng còn diễn ra gay gắt hơn trên toàn khu vực do tại đây không chỉ chịu tác động của vùng thấp nóng mở rộng lại kết hợp với hiệu ứng phơn hoạt động mạnh nên suốt từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận trời vẫn nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với mức nhiệt cao từ 36 cho đến 38 độ. Quý vị lưu ý là không chỉ nhiệt cao mà thời gian nóng cũng kéo dài. Trời khô nóng vì vậy nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng rất cao, nhất là trong thời điểm nhiều tỉnh thành đang tiến hành giãn cách xã hội để phòng tránh Covid-19. Do vậy quý vị nên thận trọng khi sử dụng các thiết bị điện, tránh để xảy ra các sự cố đáng tiếc. Lùi xuống phía Nam, gió mùa Tây Nam vẫn đang hoạt động mạnh, vì thế mưa ở cả hai khu vực phía Nam cũng duy trì cường độ và diện rộng vào thời điểm chiều tối. Do mưa nhiều nên ở nhiệt độ các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đó có cả thành phố Hồ Chí Minh, không nơi nào vượt quá mức 34 độ. Trên biển, bão số 4 vẫn đang tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 17 giờ chiều nay, ngày 5 tháng 8, vị trí tâm bão ở trên vùng biển ven bờ phía Nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11. Do ảnh hưởng có gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ nay đến ngày 7 tháng 8 ở vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Biển Đông bao gồm cả vùng biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 cho đến 4 mét, biển động mạnh.